cần nhặt được tổng tài là bộ phim ngôn tình hiện đại với màn kết hợp ngọt ngào của cặp đôi Triệu Lộ Tư và Lưu Đặng. Với đề tài tổng tài bá đạo quen thuộc, được dựa trên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Tình yêu có chủ đích, nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu hài hước phù nhộn của cô nàng shipper Cố An Tâm và chàng tổng tài lạnh lùng Lăng Việt. Cố An Tâm là một cô gái vụng về lóng ngóng, vô tình đụng trúng Lăng Việt trong một lần đi giao hàng trên đường. Chớ trêu thay, anh chàng tổng tài này lại nổi hứng, bắt cô phải chịu trách nhiệm với anh, đưa anh về nhà mình chăm sóc. Một chú thỏ con đáng yêu, ngây thơ, sống chung với một chú sói lanh lợi xảo quyệt, liệu sẽ xảy ra những tình huống hài hước nào? Sự đối nghịch này chắc chắn sẽ tạo nên nhiều phần cảnh vui nhộn, nhưng không kém phần ngọt ngào và lãng mạn. Sự kết hợp đặc biệt của Triệu Lộ Tư và Lưu Đặc được đặt kỳ vọng cao sẽ tạo nên những bước đột phá mới trong mùa hè năm nay. Bộ phim sẽ chính thức lên sóng ngày 20 tháng 5 năm 2021 với 24 tập phim trên nền tảng Youku. Cùng đón xem và ủng hộ phim mới cho Tư Tì nhé cả nhà! Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.